Chào anh em, tôi là cậu Vàng và tôi rất thích làm bim. Chúng ta cùng tiếp tục xe di những thứ bạn không ngờ tới nhé. Dô. Có ai từng thắc mắc mấy đứa chân ngắn thì đi ăn cướp sẽ ra sao không? Rối loạn ngôn ngữ siêu cấp VIP bờ rồ. 10.000 300 10.300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.000 300 10.
lâu ra. Vừa mới bỏ mấy cây ra. Mới nào? Đi câu cả ngày không suôn sẻ rồi mà về nhà còn bị con ghẻ ghẹo. Thôi mày đừng cứu tao nữa được không? Lý do mấy anh chồng ngày nào cũng đi tập gym về muộn. Người yêu mà nấu ăn cỡ này thì chắc tôi phải ăn thêm vài tô cơm. Rồi rồi, mày xong rồi. Đón xem phần tiếp theo ở đây anh em nhé.